anh em ơi. Thằng còn 1m79. Đội hình của Kim Diamond có Lý Quốc số 2, Dũng La số 7, Sang Tứ số 5, Phạm Duy số 6, Hiểu Nguyên số 3, Thanh Đăng số 16 và Huy Con số 4. Ở sân bên tay phải của ban tổ chức là số 5 Doãn Hoàng, số 6 Quốc Sĩ, số 3 Thắng Côn, số 2 Văn Phi, số 8 cũng là Doãn Hoàng. Xin chào mừng tất cả quý khán giả đã đến với live stream của Phan Hiệp Volleyball trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước mặt quý khán giả đang là trận bán kết. Trận bán kết đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng chuyền 44 mở rộng của chị Mỹ Anh tổ chức năm 2024 tại thành phố Hà Tĩnh. Sân đấu đang nóng dần và trước mặt quý khán giả đang là hai trận đã là trận đấu bán kết đầu tiên giữa công ty Đình Huy. Công ty Đình Huy mang ra quân với quần đen áo đen. Với những hàng chủ công đó là Thắng Con, đó là Anh Phi. Bên kia chiến tuyến đó là Kim Diamond. Kim Diamond ra quân với một hàng điểm số đầu tiên dành cho Đình Huy là 1-0. Không có cơ hội để cho hai đội sửa sai nữa đâu. Tầm vé vào bán kết chung kết đang chờ 1-2. Đội hình ra quân của Kim Diamond hôm nay sẽ có Hiệu Nguyễn chủ công, có Sang Thứ bắt chuyền 1 và đánh phụ công số 3. Kèo trái đang là Thanh Đông. Hiệu Nguyễn là người đánh số 4. Chuyền 2 vẫn là Lý Quốc. Phạt bóng là Dũng Lai. Đội 1 của Hiệu Nguyễn. Hậu trả thôi. Còn nhưng mà lưới rồi. Hình như là chặn lưới. Một đều cho Kim Diamond. Số là 1 đều cho Kim Diamond. Đấy quyền lật điểm. Chia sẻ cho anh em Đồng Nai hết rồi. Ok, cảm ơn bạn Bảo Đình, cảm ơn tất cả 560 anh em đang xem. Các bạn cho mình xin một like, một cái chia sẻ. Đừng quăng đi, sao quăng? Đứng. Rất hết mình. Người bom cho Thắng Con. Người bom giơ chim. Sáng là Thắng Con chỉ đánh chơi rồi. Bây giờ Thắng Con mới nóng máy sau khi có sự hiện diện của bầu thân anh em ơi. Và cái tranh thủ đến cổ vũ cho hai đội. Ngày nghỉ. Hay quá, pha xử lý vẫn còn. Tinh quái của Lý Quốc. Cơ hội dành cho Đình Huy. Ai đây? Vẫn là Thắng Con. Thành công rồi. Không vừa qua là hạt tránh của Kim Đại Thần. Hai đội. Điểm số là 2 đều, đây mình đang lật bảng điểm đây, vừa rơi điện thoại anh em ạ. Hai đều. Sau giải đấu này thì có một công ty nào sẽ pha đi hỗ trợ cho ban tổ chức với. Ở ngày đen rồi. Bạn kết 2 đánh cùng chân bên kia anh em ơi, đánh cùng một lúc. Nhưng mà do mới đánh xong nên đang đứng nghỉ. Đấy đây. Chí. Lưới rồi. Lưới rồi. Điểm cho Kim Diamond 3-2. 3-2 cho Kim Diamond. Điểm cho Kim Diamond là 3-2 nhá. Đẩy like, đẩy view đi anh em ơi. Vào view thì phải bấm like chứ. Okay. 700 mà bấm có 194 cái like kìa. Ok Huyền ơi. Ok. Tập thói quen bấm like đi anh em ấy. Bảng điểm bây giờ em mới lật. Đang là 3-2. Bấm đi anh em ơi. Văn Phi, cái tên chưa bao giờ bỏ sót điểm số. Điểm số là 3 đều. 3 đều cho Đình Huy. Vì là một trong những chàng trai có thể nói là những chàng trai trong đội hình chống cam của bóng chuyền miền Nam anh em ạ. Cũng phải chắc khô anh em Sport và Dũng Lai. Tôi cảm xúc với những ông bầu, tôi hiểu được là ông Dương cũng như tôi đang thốc tin. Bóng cao tầm của Hiệu Nguyễn. 4-3. Bạn ơi, nếu mà bạn đoán được anh Mỏ chiều cao là bao nhiêu thì khả năng là bạn sẽ biết anh Mỏ chơi ở đâu nhá. Giải này là giải dưới 1m8 nha mọi người. Các cầu thủ đánh trong sân không đau tim bằng chúng tôi ở ngoài đâu. Mỏ Hồng đang nấu cơm cho TV anh em ơi, chưa được xem đâu. Phản bóng lòng tay của Dũng Lai. Hay quá cơ. Tiếp của Dũng Lai. Gáy bước 1 của người bom Thắng Con. 5-3. Điểm số là 5-3. Anh Dũng Lai càng ngày có phát bóng càng hoàn thiện và càng khó mọi người ạ. Xem 2 con 2 lại rồi. Ban tổ chức xin thông báo ở cái sân số 2. Collection gặp Win. Đúng một đẹp. Chúng ta tập trung ở sân của Thắng Con. Câu trả lời của Thắng Con. 4-5. Điểm số là 4-5 cho... Bây giờ Sop có mặt ở sân. Cũng như là Collection, chúng ta có mặt ở sân để khởi động. Sắp tới thì Bèo sẽ mua máy quay. Bắt cái thông báo. Trận bán kết thứ 2 Sun Win gặp Collection. Xin mời hai đội về sân để khởi động. Sắp
Bóng trong sân. Và như vậy là thêm một tình huống ghi điểm nữa của Đình Huy, 5 đều. Trả lại quả phát bóng ăn điểm trực tiếp của Dũng Lai thì anh truyền hai của Đình Huy cũng phát bóng quả bóng. Máy quay chuyên nghiệp mà lập lửng. Sẽ có phần xin mời ở sân số 2. Sân Green Bay Shop. Thiết bị là chìm cho lớp bóc. Đúng một đẹp rồi. Đang đặt hàng em ơi. Tiếp theo vẫn còn Hiệu Nguyễn thủ được không? Chúng hai thả về bắt tay rồi. 3 để sau lên tiếp cho anh đồng cảm giác này của Đình Huy. Công ty Đình Huy và như vậy là Kim Đại Vinh đã phải chiến thắng cho ai? 6-5. Quay lên sân cũng như là Sun Queen Baby Shop chúng ta khởi động. 6-5. Không phải đâu bạn ơi, các em vào sân hôm nay, anh em vào sân hôm nay chiều cao đều là dưới 1m8 nha. 703 anh em. Hiệu Nguyễn. Hiệu Nguyễn. Hai con. 3 chiến lĩnh kinh nghiệm. 6 đều. Điểm số là 6 đều. Đều cho Kim Diamond. Mây chiều trời lại nắng hơn anh em. Nãy cái mây nó chạy đi mất. Gió quấn mây hoặc thành giông tố ấy. Nhưng mà mặt trời vẫn cứ nắng. Phát bóng là 6 đều. Chúng lại phát bóng. Tốt tốt tốt. Đây là... Vì quả bóng tốt quá. Cái đều nhắn tay của Văn Phi Phương Tử. Để sót nào. Lờ hồng của Kim Diamond. 76 cho Đình Huy. Một lại một chia sẻ anh em ơi. 76 cho công ty Đình Huy. Ngàn sức ngàn tài. Đừng quên là ngoài livestream và trận đấu thể thao thì bạn cũng đang là nhà phân phối sản phẩm giải sâu vàng nhé nhá. Phát bóng là chuyên hai của công ty Đình Huy. Thì được phát bóng bay nhưng mà rất hiểm anh em ạ. Ây dài ơi. Chạm tay quyết định. Nhưng theo quyết định của chạm tay thì bóng chưa chạm tay. Điểm cho Kim Diamond 7 đều. Điểm số là 7 đều. Như vậy là theo quyết định của trọng tài thì bóng chưa chạm chắn. Quả quê. Quả quê mà Thanh Đồng cầm từ thành phố Hồ Chí Minh đem vào Hà Tĩnh cho anh Thắng Con, mà anh Thắng Con ném ra ngoài không lấy. Thắng Con không bằng lòng mời quyết định của ông Thanh Hùng. Nhưng quyết định không biết làm sao. Quả quê của điểm Thanh Đồng. Điểm số 7 đều, điểm số đẹp dành cho cả hai đội. Đến với giải đấu của Mỹ Anh. Giải thể thức 4-4. Thành Đồng cầm bắn tét. Đồng hành với được một đẹp rồi. Đây là Thắng Con. Anh Thanh. Hay quá anh Thắng ơi. Đã đại trợ cho 87. Anh Thanh với HD là đại trợ cho giải đấu 3 đôi giày dành cho vận động viên xuất sắc nhất, tấn công xuất sắc nhất cũng như là trường hai xuất sắc nhất. Phát bóng là chuyền hai của anh Đình của công ty Đình Huy. 87. Đội 1 của Thanh Đồng. Điểm số 8 đều. Thanh Đồng vẫn có hiệu suất là 100%. Hiệu suất ghi điểm của Thanh Đồng lúc nào cũng ok. 8 đều cho Kim Đại Bảy. Kèo tài có thể nói là quá lợi hại. Thắng bại thì tại Dũng Lai. Dũng Lai làm được không hay là Dũng Lai phải cho sang thứ và Hiệu Nguyễn làm việc. Nói xong hay như không còn lưới của Dũng Lai. 98. Dành 1 điểm cho Đình Huy. 98. Bầu Dương và bầu Vũ đang rất hồi hộp ở ngoài sân anh em. Toát mồ hôi hột đấy. Đúng một là siêu đẹp. Đây là Hiệu Nguyễn. Ra ngoài rồi. Tuyết Đình Huy 18. Không sao cả. Anh em bình tĩnh một tí. Đội quân của Bầu Thân đang đối đầu với không biết được đâu mọi người ạ. Không biết được đâu. Cho Hiệu Nguyễn quả lướt đi lấy lại cảm giác. Trả lời. Đây là Thanh Đồng. Thanh Đồng. Qua ghê. Đó thì thằng con cũng đã chạm lưới rồi. 90. Mình không biết là nếu Thanh Đồng này cho ra ngoài miền Bắc mà thi đấu với vị trí đối chuyền thì khả năng câu này sẽ là một trong những máy 3m. Thịnh Kim đoán xa hết rồi anh em ạ. Thịnh Kim đoán đạt học sinh vào, đạt học sinh nấp ao rồi, loại rồi. Cháu lên cái anh biết rồi. Đang đúng, đang chấm đất cao công ty Đình Huy anh em ơi. À, phạt bóng của chúng lại. Được một quả em. Thằng con. Còn đây rồi, ơi trời ơi. Được tuyệt vời. Vô lên chứ. 11-9. Tuyệt vời. Chuyền hai của công ty Đình Huy đội trưởng. Động viên anh em vừa một câu tuyệt vời. Đấy rồi, bắt lên em ra ngoài chắc tủ sẵn nha. Đang khuyên nó sàng ra. Tủ
ta cần huy con vào muốn làm cho mười và những đường bóng tốc độ anh ạ. Hay quá Long ơi. Nhưng Thanh Đồng qua bản lĩnh 10-11. Thanh Đồng ơi là Thanh Đồng. Thanh Đồng tốt quá. Điểm số chỉ cách nhau có 1 điểm. Tiếp tục là xuống lại phát bóng. Thành Đồng quá tốt anh em ạ. Cả sân nín thở chỉ có hai anh em tôi nói câu ạ. Phát bóng. Bóng một tốt từ thắng còn. Văn Phi. Trận bóng thành công rồi. Đó là Văn Phi. 11 đều rồi. Hóa ra của Duy Phạm. Hóa ra người hùng là thầm lặng lúc nào cũng là ông Duy gầy này. Người đây thầm lặng. Hôm nay mình mới là không đánh hỏng quả nào đúng không anh? Hai anh em vừa đối đầu với nhau đấy anh em ạ. Tốt. Người anh vừa chặn rung đấy em. Hai anh em ruột đấy anh em. Một tốt. Vẫn là Văn Phi. Sau đó là pha bóng rất nhanh của Văn Phi nhưng bóng chưa chạm chắn điểm cho Kim Diamond 12-11 rồi. 12-11. Bóng đi ra ngoài. Một chiêu phẩm bị từ chối của Văn Phi. Tiếp tục là xuống lại phát bóng. Như điểm số cuối cùng trận đấu đầu tiên. Các ông bầu dẫn cơ giãn cơ mặt được rồi đấy anh kìa. Đúng một đẹp. Quá đẹp. Đây là thắng còn. Lấy rồi. Như vậy là Kim Đại đã chạm lưới. 12-0. Điểm số 12-0. Điểm Huy 12-0. Khoảng cách kia đánh gì mà đánh nãy giờ chưa xong rồi. Anh vừa sẽ 25 đánh 3 kia anh đánh 1 tiếng hết được 2 quả bóng chưa. Nếu mà Long Kỳ, ba ông Long Kỳ đánh thì có chết được không? Ba ông Long Kỳ một sân đánh Kỳ thì... Con! Còn lại lưới rồi! Còn lại lưới rồi! 13-12! Khả năng đôi giày của chú Thanh sẽ thuộc về cho Thanh Đông thôi. Anh Đông đánh quá chất lượng mọi người ạ. Không hỏng một quả nào. Phạt bóng tiếp tục vào xuống lại. Điểm số đang là 13-12. Khoảng cách là 1 điểm rưỡi. Mùa đẹp của thằng con. Còn nhá. Thằng con xử lý. Không kịp phòng thủ. 13 đều. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Đường bóng bay đến vị trí của ai đây? Thẳng vào vị trí của Thanh Đông xem nào. Không, so với Hiệu Nguyễn không ạ? Nguyễn, vẫn là Hiệu Nguyễn. Trời ơi, Hiệu ơi. Cơ hội cho Đình Huy. Thắng tới. Hay quá. Điểm cho Đình Huy 14-13. Lúc cần Hiệu Nguyễn lên tiếng thì phải quyết liệt lên Hiệu ơi. Rất căng thẳng. Như vậy là Kim Đa Văn xin hỏi Huy. Lần thứ nhất, cửa cầu thứ nhất. Quyết định lên một tí em ơi. Thành công của chúng ta chỉ cao 1m70 thôi. Thậm chí là chưa được 1m70. Mười bốn mười ba. Quá hồi hộp. Cùng đối đầu cân não giữa Bầu Dương và đoàn quân của công ty Đình Huy là Bầu Thân. Ta thấy được sự quyết tâm. Huấn luyện viên trưởng của công ty Đình Huy đó là Ngọc Dũng, chủ công của câu lạc bộ bóng chuyền Nam Hà Tĩnh. Và bóng vẫn là anh Ben Sport. Một trong những linh đỉnh cao. Như vậy là quên hỏi ý của Kim Đen Vân đã hết. Bình tĩnh thôi anh em ơi. Tiền phát bóng vẫn dành cho Đình Huy. Tiếp tục là do Hiệu Nguyễn. Nhưng đường bóng bay. Rất là chờ một đường bóng bay biên của Hiệu Nguyễn. Và chuyền bóng mà Lý cũng vẫn tin vào Thanh Đồng. Trời ơi. Vẫn là Thanh Đồng. Thanh Đồng 14 đều. Đúng ơi là đồng. Bạn ơi thằng con cao khoảng độ 1m79 nhá. Thông minh của Thanh Đồng. 1m79. Anh em san bằng điểm số cho Kim Đại Đồng 14 đều. Thằng cao khoảng 1m79. Không hơn không kém. Đủ khả năng để thi đấu giải này. Dũng Lai phát bóng. Thắng bại tại Dũng Lai. Vẫn câu nói đấy. Một em. Một đột tốt của thằng Phi. Văn Phi. 15-14 rồi. Set boy rồi. Set boy rồi. 15-14 không nhầm đâu anh ơi. Em nhầm làm sao nữa. Set boy dành cho Đình Huy. Set boy cho công ty Đình Huy. Điểm nhầm suốt. Không nhầm được đâu em, điểm đúng mà. Hai đội bóng này là hai đội bóng mà tư đâu bằng bảng giờ chưa thua một set nào. Nhưng mà chắc chắn trong trận đấu này sẽ có một đội thua ở set 1.
tôi là ban tổ chức và tôi còn hồi hộp. Ôi bà cứ đừng mà bốc phét. Cơ hội này bà phòng quánh bèn. Bắt bài 50 đi anh ơi. Chắc chắn là bắt bài Thanh Đông rồi. Chắc chắn là chẳng Thanh Đông ơi. Nếu bước chuyển ra đây 13 sân đấu. Vẫn còn Thanh Đông chuyển ra. Hiệu Nguyên. Hiệu Nguyên. Qua tinh cùng của Hiệu Nguyên. Cơ hội thành cho ai đây? 15 đều. Cơ hội sẽ là degree. Hay là chiến tích đây? Cho ai đây? Sẽ là một pha hoạt động 50-50 của chúng ta hay là một pha... Còn cái điểm số này không có cơ hội cho đẩy nào hết. Thành bại tại Dũng Lai đi. Thành bại tại Dũng Lai. Phát hỏng luôn đi. Đi nghe là Kim Tây Lần. Dũng Lai. Phạt bóng ra ngoài anh. Phạt thẳng vào anh. Một tấn của Văn Phi. Chắn bóng Thành Đông rồi. Tôi biết là điểm đầu tiên. Còn. Tiếp tục là anh Vì chắn bóng vào nữa. Văn Phi. Chiến thắng cho tên các chàng trai của như vậy là Đình Huy đã. Công ty Đình Huy Bầu Dương vừa ăn mừng hụt rồi. Một pha ăn mừng hụt của Bầu Dương. Sắc sắc vú và sắc dương ăn mừng rất vui. Sắc dương vừa ăn mừng hụt cho anh em ơi. Chiến thắng là của Đình Huy. 1-0 cho Đình Huy.